quẹo, quay clip để lát cho cậu tít coi. Dạ được bác Bè. Ratty, con Ratty, ai đó? Gọi xe cấp cứu tới đây nhanh lên đi. Cấp cứu cũng vô ích thôi. Tại sao vậy Manny? Không có bác sĩ nào có thể chữa trị được vết thương từ độc xà thần cả. Độc xà thần là độc xà thần thật sao?